Chipu du lịch Vân Nam cùng Ella và Cung Lâm Na. Chipu và Ella được giọng ca nổi tiếng Cung Lâm Na mời về đại lý tham quan cảnh đẹp và dùng bữa cơm nhà. Chipu bận rộn chạy show ở Trung Quốc sau khi đạt giải tại show Đạp Gió 2023. Người đẹp Hà Thành đang tham gia chương trình truyền hình giới thiệu ẩm thực, du lịch mang tên A Delicious Food của Đài Hồ Nam cùng các nghệ sĩ gồm Lưu Nhã Sắc, Cung Lâm Na, Ngô Hân, Đại Trương Vĩ, Ella. Khi có thời gian rảnh, cô tranh thủ nghỉ ngơi, thăm thú cảnh đẹp cùng hai đàn chị thân thiết là Ella và Cung Lâm Na. Mới đây, Chipu đăng loạt ảnh du lịch đại lý cùng hai tỷ tỷ. Good people, good blaster, good food, good mood, good time, COVID. Tạm dịch, bạn tốt, cảnh đẹp, đồ ăn ngon, tâm trạng vui vẻ, thời gian tuyệt vời. Ella cũng đăng loạt ảnh cùng các sừng, đại lý dễ chịu, đẹp xinh với non xanh, nước biếc, bạn hiền, món ngon. Thời tiết se se lạnh, món cháo ấm bụng, rau củ quả tươi mới. Cảm ơn Cung Lâm Na. Chuyến đi này do giọng ca họ Cung mời hai người chị em về nhà mình ở đại lý, kết hợp du lịch và thưởng thức ẩm thực. Đại lý thuộc tỉnh Vân Nam, là thủ phủ của châu tự trị dân tộc Bạch Đại Lý, một trong những thành phố du lịch hot nhất nhì phía Nam Trung Quốc với các di tích nổi tiếng như thành cổ Đại Lý, phim trường Thiên Long Bát Bộ, cách đó không xa là thành cổ Lệ Giang. Mới nhất, thành phố này được chọn là địa điểm quay bộ phim quảng bá du lịch Đi Đến Nơi Có Gió gây sốt năm 2022 do Lưu Diệc Phi và Lý Hiện đóng. Cung Lâm Na dẫn Chipu và Ella tới Đại học Đại Lý ở gần nhà. Dù là trường học, danh thắng này được xây dựng như một công viên với hồ nước, cầu đá, vườn hoa cây cảnh, phong cảnh thơ mộng, mở cửa cho khách du lịch tham quan. Nơi đây đặc biệt đông khách vào mùa hoa anh đào và là một trong những điểm ngắm hoa đẹp nhất ở Đại Lý. Bộ ba nghệ sĩ của Đạp Gió 2023 tản bộ trên cây cầu đá, ngắm thiên nga đen trong khuôn viên trường. Công viên nhìn ra núi Thương Sơn và gần hồ Nhĩ Hải, hai danh thắng nổi tiếng nhất ở Đại Lý. Cung Lâm Na sinh năm 1975, là ca sĩ tiêu biểu của dòng nhạc cổ Trung Quốc và thường được gọi là ca sĩ hát ca khúc khó nhất thế giới. Ella là cựu thành viên của nhóm SHE Đình Đám của Đài Loan. Cả hai rất thân thiết với Chipu sau khi tham gia show Đạp Gió. Thay vì mời hai đàn em ra nhà hàng, đích thân Cung Lâm Na vào bếp nấu ăn mời khách. Giọng ca nổi tiếng Trung Quốc nấu một bàn tiệc toàn những món đặc sản của Vân Nam. Một trong số đó là món cháo nấu với rau củ như nước bí. Ella dành lời khen cho món ăn thanh đạm này, thích hợp ăn trong thời tiết mùa thu se lạnh ở Vân Nam. Vân Nam nói chung và Đại Lý nói riêng nổi tiếng với các loại nấm tươi ngon như nấm muối, nấm hương xào thịt, nấm xào, nấm tùng nhung om. Nấm muối trồng trên núi, không khí trong lành nên có vị ngọt đậm đà như thịt gà. Cung Lâm Na làm món nấm xào thịt bò đãi Chipu và Ella. Bàn tiệc chủ yếu là các món rau củ thanh đạm như mướp xào đậu phụ, bí xanh xào, củ cải muối. Bên cạnh đó có sủi cảo gói tay và các món canh ấm bụng. Các món dưa chua cũng là đặc sản được yêu thích ở Đại Lý. Đây là món truyền thống, được phục vụ cùng cháo, món xào, súp hoặc thậm chí salad. Vào mỗi mùa đông và mùa xuân, người dân rửa rau củ và phơi khô, cắt nhỏ, rắc muối và trộn gia vị như hạt tiêu, ớt, gừng, hoa hồi, thì là và một ít rượu nấu hoặc chỉ ngâm chua ngọt đơn giản. Sau đó, đặt chúng vào lọ, niêm phong và đợi một tháng. Nguyên liệu làm dưa chua không cố định, có thể là củ cải, bắp cải, dưa cải. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.